Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định công nhận lễ hội Đền Thánh Nguyễn thuộc hai xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đền Thánh Nguyễn thờ Thiền sư Nguyễn Minh Không, vị thiền sư tài năng có nhiều công lao đóng góp đối với đời sống chính trị, tư tưởng văn hóa của người Đại Việt thời Lý. Ông là một trong số ít các thiền sư được Đại Việt sử ký toàn thư ghi chép lại. Năm 1136, thiền sư chữa khỏi bệnh cho vua Lý Thần Tông và được phong làm quốc sư. Thiền sư Nguyễn Minh Không có vai trò quan trọng trong lịch sử Phật giáo thời Lý nói riêng và lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung. Được coi là ông tổ y dược và ông tổ nghề đúc đồng, lễ hội Đền Thánh Nguyễn xã Gia Tiến và Gia Thắng là một trong những lễ hội lớn của tỉnh Ninh Bình diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 đến 10 tháng 3 âm lịch. Những năm gần đây, để gìn giữ nét văn hóa độc đáo, phát huy giá trị lịch sử truyền thống, lễ hội Đền Thánh Nguyễn được nâng tầm về quy mô và nội dung, không gian tổ chức, trở thành một nơi sinh hoạt tinh thần văn hóa giàu bản sắc dân tộc của đông đảo nhân dân và du khách. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 131 về việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp ngay từ khâu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Theo công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả việc tham vấn đối tượng chịu tác động theo đúng yêu cầu của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ra soát loại bỏ ngay theo thẩm quyền những thủ tục hành chính đang là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Đặc biệt công bố công khai kịp thời đầy đủ chính xác các thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để đội ngũ cán bộ công chức và người dân doanh nghiệp biết thực hiện và giám sát việc thực hiện. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã có dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á và Thái Bình Dương sẽ vẫn ổn định trong năm nay và năm sau. Riêng với Việt Nam, ADB dự báo tăng trưởng của Việt Nam được điều chỉnh lên mức 6,4% so với dự báo trước đây là 6% trong năm 2024, lên mức 6,6% so với mức 6,2% trong năm 2025. Theo ADB, hoạt động thương mại mạnh hơn dự kiến, sản xuất chế biến chế tạo hàng xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ và việc tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ tài khoá là những nhân tố đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam vượt dự kiến. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và khó khăn, việc ADB tiếp tục nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam cho thấy sự lạc quan vào sức bật của nền kinh tế Việt Nam. Luật chứng khoán sửa đổi có hiệu lực từ đầu năm 2025 bổ sung quy định tổ chức cá nhân nước ngoài cũng được coi là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ mở đường cho các nhà đầu tư nước ngoài được tham gia rót vốn đầu tư vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam. Theo Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, quy định trên sẽ tăng thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán và thúc đẩy thị trường này thành kênh dẫn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Không chỉ mở đường cho khối ngoại tham gia nhiều hơn vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp, luật chứng khoán sửa đổi cũng quy định chặt chẽ hơn về đối tượng tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Theo đó, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cá nhân chỉ được mua bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong hai trường hợp: doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có xếp hạng tín nhiệm và có tài sản bảo đảm, doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có xếp hạng tín nhiệm và có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Thưa quý vị, xác định đây là thời điểm quyết định để gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản. Hiện các địa phương trong khu vực miền Trung đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đặc biệt là tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế mà đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu đã chỉ ra. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn tại Quảng Ngãi. Xác định tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài sẽ ảnh hưởng lớn đến những nỗ lực chung trong công tác gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản. Do đó, những cán bộ chiến sĩ của trạm biên phòng này đã tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tàu thuyền ra vào. Thông qua hệ thống giám sát, từ đầu năm đến nay, trạm đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp tàu cá vi phạm. Nhờ đó, ngư dân đã ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Kiểm tra tín hiệu giám sát hành trình hoạt động trên vùng biển, xem có dấu hiệu ngắt thiết bị giám sát hành trình hoặc là vượt ranh giới cho phép trên biển thì sẽ tiến hành xác minh, xử lý theo đúng quy định, Nghị định 38 của Chính phủ. Vừa rồi thì trạm cũng kiểm tra kiểm soát, xử phạt, phát hiện 7 vụ vi phạm liên quan đến IUU. Chúng đi ra vô cửa thì ghé trộm và xuất trình giấy tờ đầy đủ và máy giám sát hành trình cũng bật liên tục. Và khi ra vào thì nói chung thì đồng riết thì kiểm tra đầy đủ giấy tờ, kiểm tra anh em trong tàu bày hết. Tại cảng cá Tịnh Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi,
việc kiểm soát phương tiện ra vào cảng được các lực lượng chức năng tại đây thực hiện một cách nghiêm túc. Trước khi cập cảng, ngư dân bắt buộc phải báo trước 1 giờ để ban quản lý cảng truy vết hành trình khai thác của tàu. Sau khi đảm bảo các yêu cầu, cảng cá sẽ cử nhân viên trực tiếp xuống tàu để giám sát sản lượng bốc dỡ. Xem trong cái hệ thống giám sát hành trình, coi cái tàu đó có vi phạm mắc kết nối hay không, rồi sau đó lại kiểm tra đối chiếu với danh sách IUU. Coi đối chiếu có vi phạm trong cái danh sách IUU không. Rồi sau đó nếu mà không có vi phạm trong danh sách IUU thì cho tàu bốc dỡ thủy sản. Tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện đợt cao điểm đồng loạt triển khai công tác quản lý, hỗ trợ và hoàn thiện các thủ tục đăng ký theo đúng quy định đối với tàu cá 30, không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác. Đến nay, số tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản chiếm gần 74,4% tổng số tàu cá của địa phương. Trong đó, tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên được cấp giấy phép chiếm gần 81% và được cập nhật đầy đủ vào phần mềm cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Sắp tới thì chúng tôi cũng thực hiện cái chủ trương của chính phủ, của bộ cũng như là cái của tỉnh thì cũng tiếp tục nỗ lực để mà khắc phục hết các hạn chế khuyết điểm, chuẩn bị đón làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ 5. Có thể thấy, với nỗ lực của các lực lượng chức năng, việc khắc phục những tồn tại trong công tác chống khai thác IUU tại Quảng Ngãi đã tạo sự chuyển biến tích cực. Bởi địa phương coi đây là cơ hội chuyển từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm vì mục tiêu phát triển bền vững. Tiếp tục bản tin là thông tin giá cả thị trường ngày 12 tháng 12. Chủ vườn tại tỉnh Gia Lai khóc ròng khi giá dưa rớt thảm hại. Hiện giá mua dưa hấu tại ruộng chỉ khoảng 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg tùy kích cỡ và chất lượng trái. Ở vụ năm ngoái, giá thu mua tại khu vực từ 6.000 đến 8.000 đồng 1 kg. Những ngày này, nhiều bà con nông dân trồng dưa nhiều năm lo lắng tới mất ăn mất ngủ bởi chưa năm nào thấy nguy cơ lỗ nặng như năm nay. Thậm chí, nhiều người mất trắng vụ này, bán hết dưa cũng không đủ trả tiền thuế đất. Đầu tháng 12 luôn là thời điểm sôi động nhất của thị trường đồ trang trí trước mùa Noel. Đây cũng là giai đoạn cao điểm người tiêu dùng đặt mua thông tươi. Năm nay, ngoài dòng thông tươi cao cấp được nhập khẩu ở Đan Mạch, Hà Lan, thị trường còn xuất hiện cây thông được nhập khẩu ở Nga, Trung Quốc có giá bán cạnh tranh. Thông tươi nhập khẩu có giá từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng được nhiều khách hàng lùng mua trong dịp Noel năm nay. Từ mức giá đắt đỏ, nay thông tươi thành mặt hàng giá rẻ bán la liệt thị trường. Một cây thông Noel nhập khẩu cao 1,2 mét có giá 400.000 đồng, phí vận chuyển 70.000 đồng. Mức giá này chỉ bằng tiền mua cành thông tươi dịp Noel năm ngoái. Chiều nay là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 80/2023. Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu thế giới, một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng trong nước tại kỳ điều hành hôm nay có thể được điều chỉnh giảm. Nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng trong nước có thể giảm từ 180 đến 220 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel có khả năng giảm khoảng 300 đồng một lít. Trong trường hợp cơ quan điều hành trích quỹ bình ổn giá xăng có thể giảm ít hơn hoặc giữ nguyên. Nếu dự báo trên là chính xác, giá xăng RON 95 sẽ có phiên giảm thứ hai liên tiếp. Thưa quý vị, để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ tối đa lợi ích của người dân và thực hiện hiệu quả đề án 06, Bộ Công an đã ký ban hành thông tư số 79/2024 quy định về cấp thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Trong đó mở rộng phạm vi đăng ký trực tuyến lần đầu toàn trình, bổ sung thêm đối với xe nhập khẩu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 cho chủ xe là công dân Việt Nam có tài khoản định danh mức độ 2. Các doanh nghiệp nhập khẩu xe phải cung cấp số máy, số khung có đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp, dán mặt sau chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Quá trình triển khai, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông và Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an tăng cường công tác hướng dẫn tại các điểm đăng ký xe để kịp thời hướng dẫn người dân và cán bộ đăng ký xe thực hiện. Hội đồng Nhân dân TP.HCM vừa thông qua nghị quyết quy định về chính sách khen thưởng hỗ trợ đối với tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn. Theo đó, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 3 triệu đồng. Đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần 3 triệu đồng. Mức hỗ trợ này dựa trên chi phí y tế khi mang thai và sinh con. Còn với tập thể, TP.HCM sẽ tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện và hỗ trợ 30 triệu đồng
cho xã liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ, sinh đủ hai con. Phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng sống tại xã đảo được hỗ trợ 2 triệu đồng cho việc tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh và khoản tiền hỗ trợ khác. Tổng kinh phí mỗi năm cho các chính sách trên hơn 35 tỷ đồng, tính chung 5 năm là 198,5 tỷ đồng. Chiều qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Bảy, sinh năm 1976, ngụ phường 7, thành phố Vũng Tàu về hành vi hành hạ người khác. Trịnh Thị Bảy nhận trông giữ trẻ từ 1 đến hơn 2 tuổi nhưng liên tục có các hành vi bịt mũi, dùng điều khiển tivi hoặc thìa đánh vào miệng trẻ. Theo thông tin ban đầu, tối mùng 7 tháng 12, Ủy ban nhân dân phường 7 được công an phường thông báo có phụ huynh tố cáo Trịnh Thị Bảy có hành vi bạo hành trẻ em. Quá trình điều tra xác minh cho thấy, từ ngày 22 tháng 11 năm 2024, Trịnh Thị Bảy đã thuê một phụ nữ đến giúp việc tại cơ sở trông giữ trẻ. Đến ngày 6 tháng 12, người phụ nữ này đã nghỉ làm. Tuy nhiên, trong thời gian làm việc cho Trịnh Thị Bảy, người phụ nữ này đã dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh Trịnh Thị Bảy dùng tay bịt mũi, vỗ vào miệng, mặt, đầu, giật tóc, dùng thìa cơm đập vào miệng, dùng điều khiển TV đập vào miệng các cháu để các cháu ăn nhanh hơn. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, 11 tháng năm nay thì du lịch Việt Nam đã đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành du lịch cho rằng là để giữ vững và phát huy đà tăng trưởng này, công tác quảng bá xúc tiến du lịch cần tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là đối với những thị trường trọng điểm, nơi có nguồn khách du lịch chi tiêu cao. Là một điểm đến thu hút khách quốc tế, đơn vị khai thác tour du lịch tại hang Sơn Đoòng luôn tập trung vào việc mang đến những trải nghiệm không thể tìm thấy ở đâu khác. Thay vì chỉ quảng bá vẻ đẹp của thiên nhiên, tại đây đã xây dựng các tour khám phá thực tế để du khách có thể tận mắt chứng kiến và trực tiếp tham gia vào hành trình khám phá. Các tour mạo hiểm không chỉ mang lại những trải nghiệm thú vị mà còn giúp du khách hiểu hơn về môi trường và giá trị của việc bảo tồn thiên nhiên. Để quảng bá hiệu quả, đơn vị khai thác sản phẩm này đã kết hợp truyền thông số với các nền tảng mạng xã hội, tạo ra các video livestream, các vlog du lịch để chia sẻ trải nghiệm trực tiếp của du khách. Chúng tôi liên tục làm việc các hãng truyền thông, báo chí, rồi rất là nhiều kênh để tiếp tục đẩy mạnh. Mặc dù là Sơn Đoòng đã kín nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục làm. Đó không chỉ là để giúp cho Sơn Đoòng mà chúng tôi làm cái đơn vị để quảng bá đưa một cái vùng phong nha Kẻ Bàng vào bản đồ du lịch thế giới. Công tác xúc tiến quảng bá ngay tại chỗ cũng được triển khai đồng bộ. Ngay trong tháng 12 này, việc tổ chức sự kiện lớn quy mô toàn cầu về du lịch nông thôn với sự tham gia của hơn 300 đại biểu từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ là cơ hội để ngành du lịch Việt Nam quảng bá hình ảnh, thương hiệu và tiềm năng, thế mạnh của du lịch nông thôn Việt Nam. Sự kiện này không chỉ thu hút khách du lịch mà còn làm tăng cường sự hiện diện của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Việc xúc tiến quảng bá đôi khi không phải là mang lại hiệu quả về lợi ích, số lượng khách hay là doanh thu ngay trong cái thời điểm ta quảng bá được, mà nó mang cái tính lâu dài và tính tích lũy, bởi vì là nó sẽ có cái dư âm, nó có sự lan tỏa sau này mới phản hồi lại. Tuy nhiên tôi cho rằng là tại các thời điểm cao điểm nhất của du lịch nước ngoài, khách nước ngoài vào Việt Nam mà chúng ta quảng bá tại Việt Nam, còn tại thời điểm thấp điểm nữa thì chúng ta phải mang sản phẩm chúng ta ra nước ngoài để quảng bá. Bên cạnh công tác quảng bá, các chuyên gia cũng đề xuất chính sách visa tiếp tục được mở rộng hơn, đồng thời có những chính sách hỗ trợ về giá từ nhà nước trong việc thu hút khách quốc tế, như kinh nghiệm của một số quốc gia khác. Để phát triển thêm cái khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, thì chính sách nhà nước đối với lại các khách nước ngoài đến thì chúng ta phải hết sức thông thoáng về cái thị thực và visa của họ. Và tôi nghĩ phải mở rộng thêm, chúng ta có thể miễn thị thực cho một số nước nữa, mà thậm chí chúng ta cũng phải miễn visa một số nước nữa để cái công dân của họ có thể đến Việt Nam này thuận lợi hơn. Như hiện tại chúng tôi là một đơn vị cũng đang làm rất nhiều với du lịch Đài Loan và cũng là một trong 10 công ty du lịch ở Việt Nam đưa nhiều du khách nhất đến Đài Loan, thì hiện tại là bên công ty chúng tôi đang được Cục Du lịch Đài Loan đưa đến một cái chương trình rất là hay, đó là họ đang đưa ra cái chương trình là nếu như các nhóm du khách từ Việt Nam đến Đài Loan trong khoảng tháng 10, tháng 11 mà đi 4 người thì sẽ được chính phủ Đài Loan, Cục Du lịch Đài Loan hỗ trợ chi phí cho một người. Với những nỗ lực từ toàn ngành, dự kiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ đạt mục tiêu 17 đến 18 triệu lượt khách trong năm nay. Đây là mốc phục hồi rất quan trọng để ngành du lịch phát triển bền vững. Bên cạnh số lượng khách, ngành du lịch Việt Nam cũng đang rất chú trọng đến chất lượng khách và thu hút du khách từ những thị trường có chi tiêu cao. Thưa quý vị, phở,
món ăn đậm quốc hồn quốc túy của Việt Nam đã có mặt ở 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ những gánh phở thời tản cư, thời bao cấp, rồi hội nhập, câu chuyện của phở không chỉ dừng lại ở một món ăn, mà nó là câu chuyện về việc lưu giữ tinh hoa ẩm thực Việt. Nhân ngày của phở, mời quý vị cùng chúng tôi trải nghiệm chuỗi cửa hàng phở sạch nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội. Đầu tiên chính là nguồn nguyên liệu sạch được đưa vào nhà hàng sẽ qua kiểm soát kiểm dịch đàng hoàng. Và cái điều thứ hai thì chính là cách chế biến. Cái nồi nước xương ấy sẽ được hầm với thời gian có thể lên đến 16-17 tiếng để tạo được cái hương vị đặc trưng, cũng như là thịt bò hoặc là thịt gà cũng sẽ được luộc đúng với cái độ. Luôn luôn phải có một người đầu bếp túc trực ở đấy gần như là 24/24, khoảng 15-20 phút là lại phải thử miếng thịt một lần. Với các loại gia vị tạo mùi riêng có của ẩm thực Hà Nội như hồi, quế, đinh hương, rau mùi và thảo quả, cùng sự tận tâm tỉ mỉ của người đầu bếp đã tạo nên những bát phở đặc trưng, được ví như bản giao hưởng của hương vị như thế này. Cái bánh nó phải đủ độ thì nó sẽ mềm, dẻo, mướt. Thái từng miếng thịt thì cũng phải thái được cái bản to, dài, mỏng, đẹp. Hành cũng như vậy. Và cái quyết định quan trọng nhất là nồi nước dùng. Nước chan phở cho khách ấy cũng không được quá sôi, và chúng ta sẽ lên nước dùng liên tục để đảm bảo được cái vị đậm đà vừa đủ cho từng bát phở. Phở sạch không chỉ là sạch từ nguyên liệu, sạch từ các khâu chế biến, sạch từ không gian, mà còn sạch từ tâm của người làm. Vì thế, khách hàng quay trở lại với quán ngày một nhiều hơn. Đến nay, phở sạch đã có 20 cơ sở từ Bắc vào Nam. Sạch từ bàn ăn, sạch từ tất cả mọi cái. Và cái hương vị đúng là cái hương vị truyền thống của phở bò Hà Nội. Nó rất là thanh. Và đặc biệt là gì ăn cái miếng bò ấy, thì rất chi là giòn. Tôi rất là thích ăn phở vào buổi sáng bởi vì là nó rất là dễ ăn, nó đặc trưng và nó rất là nhẹ bụng để mà kiểu đủ năng lượng đi làm. Đặc biệt là cái trời mùa đông này thì ăn xong một bát phở cảm thấy rất là ấm người, cảm thấy rất là dễ chịu. Đặc biệt là phở ở đây, cái hương vị nó rất là đậm đà. Đặc biệt là nó sẽ có một cái vị ngọt từ xương. Dầu ở đây vừa mỏng nhưng lại vừa giòn. Em nghĩ là ở phở sạch thì là hợp khẩu vị với em nhất. Chưa dừng lại ở đó, phở sạch còn mong muốn mang những bát phở đậm đà hương vị Việt đến với cả bạn bè quốc tế. Về giá trị cốt lõi của bát phở của người Hà Nội thì trên tất cả các văn chương cũng đã đều nói đến, thì nó đòi hỏi rất là nhiều thứ gia vị đặc trưng của người Hà Nội. Đấy là những thứ mà để lan tỏa được ra bạn bè quốc tế thì đòi hỏi chúng ta phải làm rất là chi tiết và thật sự là cầu kỳ. Vì cái món ăn sáng, cái món ăn thức đẩy cái vị giác buổi sáng đầu tiên. Người ta biết đến Hà Nội với 36 phố phường cổ kính, với 12 mùa hoa nồng nàn hoặc với những địa điểm check-in đẹp, hấp dẫn. Nhưng điều khiến nhiều người nhớ về Hà Nội hơn cả lại là phở, niềm tự hào của ẩm thực thủ đô.